Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero, há hốc mồm với những kỹ thuật thượng thừa. Kỹ thuật bóng đá là một trong những yếu tố khẳng định được đẳng cấp của các cầu thủ. Đó cũng là một trong những điều tạo nên sức hút của môn thể thao này. Đối với các cầu thủ, ngoài việc rèn luyện thể lực thì việc cải thiện kỹ năng kiểm soát trái bóng cũng vô cùng quan trọng. Nó giúp bạn tự tin hơn trong những trận đấu của mình. Hãy cùng Mr. Zero điểm qua những kỹ thuật thượng thừa mà các cầu thủ có đẳng cấp cao mới thực hiện được nhé. Nếu thấy clip này hay thì hãy like, share, subscribe, nhấn vào nút thông báo để nhận được những clip mới nhất từ bên mình nhé. Xin chào! Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Trong những trận đấu bóng đá, ngoài những bàn thắng ra thì thứ mà các khán giả muốn xem nhất chính là màn phô diễn kỹ thuật cá nhân của các ngôi sao. Đó chính là lý do vì sao người hâm mộ thường reo hò hay vỗ tay tán thưởng mỗi khi được chiêm ngưỡng một pha xử lý đẳng cấp của các ảo thuật gia trên sân cỏ. Đó có thể là những pha xử lý một chạm, tình huống đi bóng lắc léo hay những miếng phối hợp. Tất cả đã làm tăng sức hấp dẫn của môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Đoạn clip ngay sau đây sẽ gửi đến tất cả các khán giả của Mr. Zero những pha làm siết với trái bóng đẳng cấp nhất thế giới. Chắc hẳn là các bạn cũng như tôi đang thắc mắc kỹ thuật gì mà lại lạ lùng như thế này. Có lẽ Ronaldo chỉ đang muốn làm hãm lực rơi của bóng để có thể dễ dàng khống chế hơn, nhưng có vẻ cách làm của anh chàng này hơi hiếm gặp thật. Người hâm mộ trầm trồ thán phục Luis Suarez ở khả năng săn bàn và kiến tạo, nhưng cũng phải ngã mũ trước kỹ thuật điêu luyện của siêu sao người Uruguay. Cụ thể, trong một pha bóng tấn công bên cánh phải của Barcelona, Suarez có pha chạm gót tinh tế qua Mendy, Benatia biến hậu vệ của Bayern thành gã hề. Dù xem đi xem lại, vẫn phải thừa nhận tiền đạo Uruguay đã có pha tiếp bóng bằng gót chân quá tinh tế, loại bỏ Benatia. Giữa vòng vây của hai cầu thủ đội khách PSG, Iniesta đã có tình huống xử lý vô cùng tinh tế. Tiền vệ của Barca đã loại bỏ được cả Chalet và Alet, nhưng cú sút của anh lại đi ra ngoài khung thành của Sirigu. Các cầu thủ áo trắng chắc hẳn đang cay anh chàng áo xanh số 10 này lắm, bởi hết lần này đến lần khác anh ta cho họ ăn cú lừa như thế này cơ mà. Đến lần thứ 3, khi ai cũng tưởng anh lại dở trò cũ thì số 10 lại nhận bóng vô cùng tỉnh. Thế mới nói, đôi khi hận thù nhau ở cái đầu các bạn ạ. Ronaldo tiếp tục cải thiện mức độ dứt điểm hủy diệt của mình trong những năm qua, trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Real Madrid trong mọi thời đại. Nhưng mới đây, anh cho thấy những kỹ năng của cầu thủ chạy cánh vẫn còn nguyên vẹn. Trong trận đấu giữa AS Roma và Juventus, Ronaldo đã thực hiện màn đột diễn đi qua 4 cầu thủ đối phương với tốc độ cao trước khi chuyền như đặt cho Paulo Dybala. Yeah.
Trong trận gặp Atletico Madrid, Neymar đã có một pha đi bóng kỹ thuật ở bên cánh trái. Dù bị hai cầu thủ của Atletico Madrid đeo bám, nhưng ngôi sao người Brazil vẫn bình tĩnh, xe chỉ luồng kim, khiến đối phương tản tỏ ra mặt trước khi tung đường chuyền vào trong cho Messi. Cựu tiền vệ của Bayern Munich, Frank Ribery, từng đánh giá thấp đồng hương người Pháp của anh là tiền đạo Antoine Griezmann. Theo Ribery, chân sút từng thuộc biên chế Atletico Madrid chưa đạt đến tầm cỡ thế giới, vậy mà có lần anh lại để cho đàn em làm cho bể mặt trên sân cỏ như thế này đây. Có lẽ gã mặt sẹo hối hận với pha chém gió của mình lắm đây. Diego Maradona là một trong những danh thủ xuất sắc của bóng đá thế giới vì sở hữu kỹ thuật cá nhân, tốc độ, tư duy chơi bóng cực tốt. Maradona đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các đối thủ trong việc theo kèm, truy cản và đây chính là một minh chứng cho điều đó. Trang tiền vệ một thời của Chelsea, Eden Hazard, đã chứng minh được cho người hâm mộ thấy được kỹ thuật của anh tốt đến nhường nào khi chọc quê Zabaleta trong trận đấu với Man City. Sau 3 cú lắc người kỹ thuật, cầu thủ người Bỉ đã khiến Zabaleta ngã lăn ra sân. Có lẽ anh chàng này bị say sẩm mặt mày sau khi xem Hazard rang lạc quá điều nghệ cũng nên. Trình diễn cho người hâm mộ mãn nhãn thôi là chưa đủ, đôi khi những ngôi sao của chúng ta còn làm tình làm tội đối phương như thế này đây. Không rõ cầu thủ bên phía Villarreal đắc tội gì với Dembele mà bị anh chàng đem ra xoay như xe dế như thế này không biết. Vừa rơi bóng vừa chạy đã khó, đằng này thì Thierry Henry chơi tăng bóng trong khi di chuyển với tốc độ cao. Cựu sở Arsenal thoải mái như thế, đây là chốn không người. Và hậu vệ đối phương chỉ còn biết lẻo đẻo theo anh để xem cho hết sau trình diễn năm sau này.
đến những ảo thuật gia trên sân cỏ, dĩ nhiên không thể thiếu cái tên hết sức quen thuộc Ronaldinho. Chàng vẫu từng khiến cho rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới bể mặt khi đối đầu với anh. Và đây có lẽ là pha bóng mà huyền thoại một thời của nước Anh, Steven Gerrard, muốn quên nhất trong sự nghiệp. Nãy giờ các bạn cũng đã không ít lần há hốc mồm với những kỹ thuật thượng thừa trên sân cỏ đúng không nào? Pha xử lý nào khiến các bạn ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share nếu thấy video này thú vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.